Giờ thì mình tha hồ ngủ nướng rồi. Ba mẹ ơi, dậy đi, con nó bụng quá rồi. Con ngủ tiếp đi, trời vẫn còn chưa sáng mà. Nhưng mà con... Ra công viên chơi đá banh không tay to? Trời đất, bà bị cái gì vậy? Trời tối thui như vậy, thấy gì đâu mà chơi. Ơi, dậy đi, thức dậy đi. Ông mặt trời đã thức dậy đâu, bạn đi ngủ tiếp đi. Sáng để con đi học nữa con. Dạ. Mẹ vô đấm xuống đây, đấm sợ. Đốm, đốm, bình tĩnh, để ba nghĩ cách đã.
bài hát này đúng không? Dạ. Đốm thích bài hát này nhất, mà lại chỉ thích bài này thôi. Mỗi người có một cách yêu nhạc khác nhau. Con không thể chê những bài hát mà người khác thích. Con đã làm âm nhạc bực tức rồi. Dạ. Dạ, ba mẹ có thấy cặp sách của Đốm ở đâu không vợ? Con cố nhớ lại xem nào. Hả? Đến giờ ba phải đi làm rồi. Dạ. Hôm qua mình đi học về. Đây rồi. Bữa nay mày bị sao vậy? Chúng ta phải đi học mà. Dừng lại đi, mày bị làm sao vậy? Mày bị làm sao vậy? Được rồi, mình xin lỗi. Mình biết là mình không phải với bạn. Từ giờ mình xin hứa sẽ giữ gìn bạn cẩn thận mà. Nếu mà mình nói sai á, lần sau bạn cứ bỏ mình đi luôn cũng được. Thôi mau xuống đi học nào. Đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? Hả? Chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ Đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu Đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho Đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó.
đến bạn mà cô không biết nữa. Thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ xem hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao, bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi, mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi, một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn, ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được, nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn, bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn, con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy. Đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Tới rồi. Có gì ăn không vậy đớm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi,
Con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Mẹ không yêu lắm thật rồi. Ba mẹ cũng yêu đớm lắm. Thank you.
Con không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Mẹ đã về rồi đây. Hai cha con xem mẹ đã mua được những gì nè. Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nóng chật quá mẹ ơi. Con gọi vào một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy? Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen thôi mà. Đây là mốt mới hả em? Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Đúng, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham.
Đốm ơi, xuống ăn cơm. Dạ. Đốm, ăn cơm thôi con. Lớn lên con sẽ làm họa sĩ. Ủa, mẹ tưởng con thích làm thám tử chứ. Bây giờ con thích làm họa sĩ hơn. Tại sao? Cô giáo khen con có năng khiếu vẽ. Đốm giỏi quá à. Ba mẹ sẽ mua tặng cho Đốm hộp bút chì màu để Đốm tha hồ vẽ. Dạ. Đốm nè, ba mẹ rất tự hào về con. Tuy nhiên, khi con biến toàn bộ ngôi nhà của chúng ta thành một tác phẩm hội họa thì ba mẹ thấy không ổn chút nào. Tại sao? Ba mẹ cùng chia sẻ căn nhà này với con. Khi con vẽ khắp nơi, thậm chí vẽ lên cả đồ đạc của ba mẹ thì ba mẹ thấy rất phiền. Điều đó có nghĩa con không tôn trọng không gian và vật dụng của ba mẹ. Vậy từ giờ con sẽ vẽ ở đâu? Không còn chỗ nào để con vẽ hết trơn á. Thêm giấy, chì màu và cả màu nước cho con thoải mái vẽ. Khi nào gần hết thì con nói để ba mẹ mua tiếp. Hay quá, con cảm ơn ba mẹ. Và Đốm phải phụ ba mẹ lau chùi đồ đạc và nhà cho sạch sẽ nha. Dạ. Con, ba mẹ có việc phải đi sớm, con nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Dạ. Chỉ một phút thôi, bữa nay lớp mình đi tham quan trang trại chứ đâu có đi học đâu. Tập trung ở đó.
Bạn đã bỏ lỡ chuyến tham quan trang trại dòng râu của cả lớp. Mình làm rơi chìa khóa rồi, giờ chỉ có nước chờ ba mẹ về thôi. Trang trại đẹp tuyệt vời luôn. Nhất định tớ sẽ quay lại đó. Tất cả cũng chỉ từ mình ngủ nướng. Để trẻ một thứ là trẻ hết cái thứ khác. Đuổi theo.
việc rồi, phải tìm cách khác thôi. Theo mình biết một con đường tắt. Đi đường này, chúng ta sẽ chặn đầu chiếc xe tải. Đi qua hàng rào này là tới rồi. Đừng lo cho mình, bạn cứ tiếp tục chạy đi. Mình đã truy tìm được toàn bộ tài sản của ba. Sắp xong rồi, cố lên. À, con bung bự. Đứa nào đó? Đứa nào ném đá vào đầu của ta? Sao giờ này chưa thấy đốm ở đâu hết vậy? Mẹ đốm có thấy mấy cái đồ tôi phơi ở ngoài sân hay không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á.
Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đó. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Ôi. À! Đứt tay rồi. Mẹ ơi. Đốm ơi, đốm. Đốm, con bị làm sao vậy? Trời ơi. Từ nay trở đi, đốm không được tự ý dùng dao nữa nha. Vì như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Tại con nói bụng quá nên. Đốm biết lỗi như vậy là tốt rồi. Để mẹ cắt dưa hấu cho đốm ăn nha. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vua đầu bếp. Đúng là bụng bự mà, cái gì cũng liên quan tới ăn uống. Cái này để làm gì bụng bự? Cái đó là rau á. Còn cái này là thịt. Vậy bây giờ làm sao? Thì lấy dao cắt rau với thịt ra rồi nấu lên chứ sao. Nhưng dao ở đâu mà cắt? Đi theo mình. Không được đâu, dùng dao nguy hiểm lắm. Bụng bự, bạn có sao không? Bụng bự. Mình còn sống hả? Còn sống. Mấy con dao này thật là đáng sợ. Từ nay mình xin chừa. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu, ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ?
Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, là mình với bạn Tay To đợi bạn hoài đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên. Hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa Đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi. Các bạn đợi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ biết Đốm là cậu bé ngoan, biết vâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con. Cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi Đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho Đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Đồ vỡ ngay ngắn như vậy. Bà chưa gì đã thuộc rồi. Ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đốm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho. Con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ. À, con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh tù xì ra cái gì là cái này. Hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa. À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi, còn phải vậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn có bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả? Thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao có phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn. Bi bò, bi bò, chánh đường, chánh đường. Bắt đầu phẫu thuật.
Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kem. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công. Ôi không! Ôi không! Ôi không! Cho bệnh nhân mới vào đây. Cái này chúng ta cần tích hợp. Trời! Bó tay chống cơm! Ê, vừa thấy giấy kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lạ đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá! Vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ! Đây là sinh tố kẹo, đây là súp sô cô la, còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá! Trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng tôi. Chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa. Các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Nhanh lên, không xong rồi. Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè.
Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự làm trọng tài. Ừ. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thân kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ăn nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng bự lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác, bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao bác hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đi nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui.